Mới đây, tiến sĩ Paul Burton, giám đốc y tế của nhà sản xuất vaccine Moderna cảnh báo, nếu một người nào đó lây nhiễm cùng lúc hai biến thể Omicron và Delta, chúng có thể kết hợp với nhau để tạo ra một phiên bản virus SARS-CoV-2 mới. Phát biểu trước Ủy ban Khoa học và Công nghệ, tiến sĩ Paul Burton cho biết số ca nhiễm biến thể Omicron và Delta đang lưu hành ở Anh khiến kịch bản này có thể khả năng xảy ra cao hơn. Thông thường, sự lây lan COVID-19 thường chỉ liên quan đến một chủng virus đột biến, nhưng trong một số trường hợp vô cùng hiếm gặp, hai chủng virus có thể tấn công con người cùng một lúc. Nếu hai chủng virus cùng lây nhiễm vào một tế bào, chúng có thể hoán đổi ADN và kết hợp với nhau để tạo ra một phiên bản virus SARS-CoV-2 mới. Tiến sĩ này cho biết, chắc chắn virus có thể hoán đổi gen và kích hoạt một biến thể thậm chí còn nguy hiểm hơn. Vị chuyên gia cũng cho biết thêm, quy trình này được các nhà khoa học gọi là sự kiện tái tổ hợp có thể xảy ra nhưng cần có điều kiện cụ thể và sự trùng hợp của hầu hết các tình huống không thể kiểm soát được. Chỉ có 3 biến thể COVID-19 được tạo ra bởi virus hoán đổi gen từng được ghi nhận, thay vào đó, virus chủ yếu dựa vào các đột biến ngẫu nhiên để tạo ra nhiều biến thể hơn. Khi chủng Delta cạnh tranh với Alpha thông qua quy trình này, một biến thể mới đã không được kích hoạt. Một quá trình tái tổ hợp đã xảy ra ở Anh khi biến thể Alpha hợp nhất với B1177, biến chủng xuất hiện lần đầu tiên ở Tây Ban Nha vào cuối tháng 1. Có 44 trường hợp được phát hiện nhiễm biến chủng này trước khi nó biến mất. Trong khi đó, các nhà khoa học ở California cũng đã xác định được một biến chủng tái tổ hợp khác vào đầu tháng 2 khi chủng Ken hợp nhất với B1429 được phát hiện lần đầu tiên trong khu vực. Tuy nhiên, chủng mới này cũng dẫn đến rất ít ca nhiễm và nhanh chóng biến mất. Song, các nhà khoa học cho biết, phần lớn các khu vực đều có biến chủng thống trị. Nhưng việc bị nhiễm hai biến thể cùng một lúc là điều khó xảy ra. Đối với những người khỏe mạnh, các nhà khoa học ước tính rằng chỉ có khoảng 2 tuần để cơ thể phát triển khả năng miễn dịch và loại bỏ thành công biến thể virus đầu tiên trước khi kích hoạt một biến thể mới. Virus chủ yếu dựa vào các đột biến ngẫu nhiên để phát triển các biến thể mới. Điều này xảy ra khi virus tạo ra các bản sao của chính nó và các lỗi trong gen trong hầu hết các trường hợp, những đột biến này là vô hại, nhưng đôi khi chúng có thể tạo ra một chủng virus dễ lây lan hơn hoặc có khả năng lẩn tránh vaccine cao hơn. Theo dữ liệu báo cáo về COVID-19 hàng tuần của Tổ chức Y tế Thế giới công bố ngày 15 tháng 12, các loại vaccine COVID-19 hiện tại có thể giảm hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm với biến chủng Omicron. Tổ chức Y tế Thế giới sẽ cần thêm dữ liệu để hiểu rõ hơn về mức độ Omicron có thể né tránh khả năng miễn dịch mà một người có được nhờ tiêm vaccine hoặc từng mắc bệnh trước đó. Do vậy, nguy cơ tổng thể liên quan đến biến chủng Omicron đáng lo ngại vẫn ở mức rất cao. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO cho biết, kể từ khi bắt đầu xuất hiện ở Nam Châu Phi vào tháng trước, biến chủng Omicron cho đến nay đã được ghi nhận ở 77 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ông Tedros cho rằng Omicron có thể đã xuất hiện ở hầu hết quốc gia, ngay cả khi nó chưa được phát hiện. Omicron đang lây lan với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy ở bất kỳ biến chủng nào trước đây, ông Tedros cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh không nên coi Omicron là biến chủng nhẹ. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp Omicron vào nhóm biến chủng đáng lo ngại. Biến chủng này gây lo ngại do chưa tới 32 đột biến trên protein gai, cấu trúc có thể tác động đến khả năng lây lan, né miễn dịch của virus. Indonesia và Philippines vừa phát hiện những ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên. một thế hệ vaccine mới không sử dụng kim tiêm và có thể chống lại các chủng virus corona trong tương lai. Vaccine và thuốc điều trị hiệu quả với Omicron là quan nhưng không chủ quan. Indonesia và Philippines vừa phát hiện những ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên. Với ca lây nhiễm này, hai nước đã góp mặt vào danh sách các quốc gia Đông Nam Á ghi nhận biến thể mới. Ngày 16 tháng 12, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết nước này đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Ca bệnh là một nhân viên làm việc tại Bệnh viện Wisma Atlet ở Jakarta và không ra nước ngoài trước đó. Theo Bộ trưởng Sadikin, ca bệnh trên được phát hiện vào tối ngày 15 tháng 12 và hiện chưa có ca nhiễm biến thể Omicron ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, đến nay có 5 trường hợp ghi nhiễm biến thể này. Trong đó có hai công dân Indonesia mới trở về từ Mỹ và Anh và ba công dân Trung Quốc đang cách ly tại Manado thuộc tỉnh North Sulawesi. Nhà chức trách Indonesia đang tiến hành giải trình tự gen của các trường hợp này. Ngày 15 tháng 12, Philippines cũng xác nhận hai trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Bộ Y tế Philippines cho biết hai ca nhiễm biến thể Omicron là người nhập cảnh được phát hiện trong 48 mẫu bệnh giải trình tự gen hôm 14 tháng 12. Trường hợp thứ nhất là nam bệnh nhân 48 tuổi, người Philippines các bệnh trở về từ Nhật Bản ngày mùng 1 tháng 12 trên chuyến bay của hãng Philippines Airlines, người này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa vào cơ sở cách ly từ ngày mùng 7 tháng 12. Hiện tại, bệnh nhân không có triệu chứng nhưng lúc nhập cảnh bệnh nhân có biểu hiện cảm lạnh và ho. Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân 37 tuổi, người Nigeria, các bệnh đến Philippines vào ngày 30 tháng 11 trên chuyến bay của hãng Oman Air, người này xét nghiệm dương tính vào ngày mùng 7 tháng 12 và cũng lập tức được đưa tới cơ sở cách ly bệnh nhân không có triệu chứng. Theo Bộ Y tế Philippines, một trong hai người nhiễm biến thể Omicron trước đó đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ. Bộ Y tế Philippines đang khẩn trương xác định các kết quả xét nghiệm và tình trạng sức khỏe của phi hành đoàn, cũng như mọi hành khách khác đi trên các chuyến bay có bệnh nhân nhiễm Omicron. Bộ Y tế Philippines cũng đã kêu gọi người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch nơi công cộng. Chúng tôi kêu gọi những người chưa tiêm chủng nên đi tiêm vaccine trong ngày tiêm chủng quốc gia để họ có thể nhận được sự bảo vệ từ các loại vaccine phòng COVID-19. Đây là thông cáo của Bộ Y tế Philippines. Như vậy, Indonesia và Philippines đã góp mặt vào danh sách các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron. Trước đó, biến thể này đã được phát hiện ở nhiều nước như Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore và Malaysia một thế hệ vaccine mới không sử dụng kim tiêm và có thể chống lại các chủng virus corona trong tương lai đã bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng tại Anh. Đó là vaccine Diosivac do giáo sư Jonathan Hiney tại Đại học Cambridge, giám đốc điều hành công ty Diosivac phát triển. Cuộc thử nghiệm được tiến hành với các tình nguyện viên từ 18 đến 50 tuổi tại cơ sở nghiên cứu lâm sàng NIHR ở Southampton, Vương quốc Anh. Theo giáo sư Hini, vaccine mới được sử dụng công nghệ khác biệt để phòng bệnh và có thể tạo ra sự bảo vệ rộng hơn chống lại các biến thể của Sars-cov-2 và các chủng khác của virus corona. Các vaccine ngừa COVID-19 hiện nay sử dụng gen lấy từ protein gai của virus để mã hóa kháng nguyên, từ đó giúp hệ miễn dịch sinh kháng thể và nhận biết tự vệ khi virus tấn công. Trong khi đó, vaccine Diocinvac sử dụng biện pháp dự đoán virus sẽ biến đổi như thế nào để bắt chiếc kháng nguyên của cả dòng virus corona rộng hơn. Vì vậy, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ giúp tạo ra sự bảo vệ rộng hơn. Giáo sư Hini khẳng định đây là bước đi đầu tiên hướng tới một loại vaccine ngừa virus corona tổng hợp mà chúng tôi đang phát triển có thể bảo vệ chúng ta không chỉ trước các biến thể của SARS-CoV-2 mà cả chủng virus corona trong tương lai. Giáo sư Hini cho biết, vì các biến thể mới xuất hiện và miễn dịch bắt đầu yếu dần nên chúng ta cần các công nghệ mới hơn. Không sử dụng kim tiêm, vaccine Dioscovac được đưa vào cơ thể bằng cách phun nhiều tiêm mạnh để truyền dung dịch vaccine qua da. Đây cũng được xem là lựa chọn tốt cho những người sợ tiêm bằng mũi kim.